Xin chào tất cả các em. Ở video bài giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài 38 là bài luyện tập chương 5 chương trình hóa học lớp 8 nhé. Ta có bài chấm 1 này, lập phương trình hóa học của các cái phản ứng sau: lưu huỳnh dioxit cộng với nước. Như vậy, đây là oxit axit. Oxit axit tác dụng với nước thì tạo thành axit tương ứng. Ở đây là axit sulfur. Lưu huỳnh dioxit là đi là 2 đúng không ạ? Có 2 oxy cộng với nước tạo thành axit sulfur H2SO3. Phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai ở đây là gì? Sắt 3 oxit tác dụng với hydro. Sắt 3 là Fe2O3 tác dụng với hydro. Đây là phản ứng khử. Tất cả các cái kim loại, oxit kim loại khi tham gia phản ứng khử với hydro thì luôn cho ra kim loại tương ứng cộng với nước. Như vậy tạo thành Fe cộng với nước. Cân bằng, các em thấy bên này có 2 Fe, các em thêm 2 vào. 3 oxy, các em thêm 3. 3 nhân với 2 hydro, 3 nhân 2 hydro. Trong phương trình thứ 3 là kẽm tác dụng với dung dịch muối đồng 2 sunfat. 3 kẽm này tác dụng với CuSO4. Khi tham gia phản ứng này thì kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối, đúng không ạ? Vậy kẽm này nó sẽ thay thế vào vị trí của đồng, đẩy đồng ra. Đây, nó đẩy đồng ra. Như vậy kẽm SO4 cộng với Cu. Chúng ta biết rằng kẽm hóa trị 2 và nhóm SO4 hóa trị 2. Như vậy chúng ta giữ nguyên cái phương trình này. Phương trình này đã cân bằng rồi, các em không cần phải cân bằng nữa. Tiếp theo, trong phản ứng thứ tư. Phản ứng thứ tư ở đây là kẽm tác dụng với axit sulfuric loãng. Kẽm tác dụng axit sulfuric là H2SO4. Như vậy ở đây thì kẽm nó sẽ thế vào vị trí của hydro, đẩy hydro ra, vẫn tạo thành ZnSO4 cộng với hydro đẩy ra, bay lên. Ở thể khí nên nó sẽ bay lên. Xong phương trình thứ 5 này. Canxi oxit tác dụng với nước. Đây là cái oxit của kim loại kiềm. Oxit của kim loại kiềm tác dụng với nước thì tạo thành dung dịch bazơ, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có là canxi oxit là CaO này tác dụng với nước thì tạo thành dung dịch kiềm CaOH hay là. Phương trình này cũng đã cân bằng rồi, các em không cần phải cân bằng. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A. Tiếp theo chúng ta sẽ sang ý B này. Ý B, các loại phản ứng trên thuộc phản ứng nào? Như vậy chúng ta có phản ứng thứ nhất, từ hai chất tạo thành một chất này. Phản ứng thứ năm, từ hai chất tạo thành một chất. Như vậy phản ứng thứ nhất và phản ứng thứ năm thuộc phản ứng đó là phản ứng hóa hợp. Ý B, ta có là phản ứng 1 này và phản ứng 5 này. Hai cái này chính là phản ứng hóa hợp. Hai cái này là phản ứng hóa hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhìn cái phản ứng thứ hai này. Phản ứng thứ hai ở đây, đây là phản ứng oxy hóa khử. Cái Fe2O3 nó nhường oxy cho hydro, đúng chưa ạ? Đấy. Thì phản ứng 2 nó sẽ là thuộc phản ứng oxy hóa khử. Cuối cùng chúng ta có hai cái phản ứng cuối là phản ứng 3 và phản ứng 4. Phản ứng 3 và phản ứng 4 ở đây, đây là các cái phản ứng thế. Đúng chưa ạ? Phản ứng thế Z này, Zn này, kẽm này thế vào vị trí của đồng này, kẽm này thế vào vị trí hydro. Đấy, phản ứng 3 này, 4 này là phản ứng thế.
vậy là ta đã vừa hoàn thành xong được cái bài tập đầu tiên là bài tập số 38.1. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài 38.2. Bài 38.2 có những cụm từ đó là sự cháy, phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp, phản ứng tỏa nhiệt. Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Câu A là phản ứng hóa học, trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Như vậy một chất mới mà được tạo ra từ hai hay nhiều chất ban đầu thì nó thuộc phản ứng là phản ứng hóa hợp. Vậy câu A các em điền cho cô là phản ứng hóa hợp. Chỉ chọn từ thích hợp đối mới với phản ứng này, viết phương trình minh họa nữa đúng không ạ? Vậy câu A 38.2 ý A các em điền cho cô từ là phản ứng hóa hợp. Em có thể lấy ví dụ minh họa. Ví dụ ở đây cô lấy là Na cộng với O2 để tạo thành Na2O. Phương trình cân bằng thêm 2 ở đây để thành 2 oxy 4 natri. Đây là từ hai chất ban đầu sinh ra một chất mới, đúng chưa? Sang ý B này, phản ứng nào viết phương trình minh họa thì chúng ta mới viết, còn cái nào mà không cần viết phương trình thì thôi, đúng không ạ? Câu B là phản ứng hóa học có sinh nhiệt trong quá trình xảy ra. Như vậy phản ứng hóa học mà có sinh nhiệt thì đấy nó chính là phản ứng gì? Phản ứng tỏa nhiệt thôi. Trong các cái phản ứng nó sinh ra nhiệt đấy thì nó rất là phản ứng tỏa nhiệt. Vậy chúng ta sẽ có ý B là các em sẽ viết đó là điền cụm từ là phản ứng tỏa nhiệt. Cái này thì chúng ta không cần phải viết phương trình minh họa, đúng không ạ? Vì cái tỏa nhiệt nó không thể hiện trong cái phương trình phản ứng đâu. C là phản ứng hóa học. Là phản ứng hóa học, trong đó từ một chất mà sinh ra nhiều chất mới, một chất ban đầu mà sinh ra nhiều chất mới thì nó chính là phản ứng gì? Phản ứng phân hủy, đúng không ạ? Vậy câu C các em điền cho cô là phản ứng phân hủy. Cụm từ điền ở đây vào phần chấm chấm là phản ứng phân hủy. Các em có thể lấy ví dụ như phương trình CaCO3 nhiệt độ thì nó phân hủy thành CaO cộng CO2. Đây là từ một chất ban đầu sinh ra hai chất mới. Cuối cùng chấm 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 là sự oxy hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. Như vậy thì cái sự cháy chính là sự oxy hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. Vậy câu D các em điền cho cô đó là sự cháy. Và đối với cái sự cháy thì nó không có cái phương trình phản ứng thể hiện cho cái này cụ thể đâu. Chúng ta không cần phải viết phương trình. Không cần phải viết bởi vì là trong cái sự cháy chúng ta viết phương trình thì nó cũng không thể hiện là sự tỏa nhiệt và phát sáng trong phương trình. Nên ở đây anh em chỉ cần viết cho cô hai phương trình ở phản ứng A và phản ứng C thôi. Tiếp theo cô và anh em sẽ sang bài 38.3. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút nhé. Từ những cái hóa chất cho sẵn đó là KMnO4 này, sắt này, dung dịch COSO4, dung dịch H2O4 loãng, hãy viết phương trình hóa học để điều chế các chất theo sơ đồ chuyển hóa sau. Biết Fe có thể phản ứng với COSO4 theo cái phương trình này. Vậy chúng ta sẽ có cái sơ đồ, hoàn thiện cái sơ đồ phản ứng.
Như vậy, để có được cái dãy này thì chúng ta cần có Cu là 1 này, có oxy là 2 này, đúng không ạ? Và có hydro nữa, bởi vì là hydro khi khử cái này thì nó sẽ ra Cu. Vậy chúng ta cần các cái hóa chất. Chúng ta cần các cái hóa chất ở đây. Các hóa chất chúng ta cần để thực hiện được cái dãy này thì chúng ta cần Cu. Thứ hai là cần oxy. Thứ ba là cần hydro. Vậy từ những cái này này, từ những cái này làm sao để nó ra được Cu? Thì các em cho Fe cộng với CuSO4 thì nó sẽ ra Cu được trước tiên cho các em. Đúng không ạ? Như vậy, chúng ta điều chế ra cái Cu trước này, Fe cộng CuSO4. Thì ở đây là phản ứng này là phản ứng thế, Fe nó sẽ thế vào vị trí của Cu, đẩy Cu ra, tạo thành FeSO4 cộng Cu. Như vậy chúng ta được cái nguyên liệu đầu tiên là Cu rồi. Tiếp theo, làm sao để chúng ta điều chế được oxy? Oxy thì các em sẽ nhiệt phân cái K10NO4 này, có phương trình nhiệt phân của cái này rồi. Đó là K10NO4 nhiệt độ thì nó sẽ tạo thành K2MNO4 cộng với MNO2 cộng O2 bay lên. Như vậy là chúng ta sẽ điều chế được oxy, đúng không ạ? Đối với phản ứng này thì các em thêm 2 chất KMNO4. Chúng ta đã điều chế được đồng này, đã điều chế được oxy này, chúng ta cần điều chế thêm hydro nữa. Vậy muốn điều chế hydro thì chúng ta sẽ cho sắt này tác dụng với H2SO4 loãng. Bằng cách lấy sắt tác dụng H2SO4 loãng để tạo thành FeSO4 cộng với hydro bay lên. Như thế này là chúng ta đã điều chế được hydro rồi. Đúng chưa? Như vậy là chúng ta đã điều chế được ba cái chất cần thiết là đồng này, oxy và hydro để phục vụ cho viết cái chuỗi phản ứng này. Sau khi chúng ta đã có được các chất rồi, chúng ta sẽ hoàn thành cái chuỗi phản ứng này thôi. Vậy hoàn thành chuỗi phản ứng này. Cái chuỗi ở đây là từ Cu này sang CuO này và cuối cùng lại về Cu. Cô gọi đây là phản ứng 1, đây là phản ứng 2. Chúng ta đã điều chế được Cu, lấy Cu này cộng với O2 này, phản ứng 1. Thì các em sẽ lấy cái Cu điều chế này cộng với O2 đã sinh ra đây để tạo thành CuO. Bên này có 2 oxy, các em thêm 2 vào để ra 2 oxy, 2 Cu. Tiếp theo, từ cái phương trình này sang Cu thì các em khử bằng hydro. Vậy phản ứng 2 thì các em sẽ có là CuO cộng với H2 nhiệt độ. Thì nó sẽ tạo thành tất cả các oxit kim loại khi tham gia phản ứng khử. Nếu nó tham gia phản ứng khử với hydro thì luôn khử thành kim loại tương ứng cộng với nước. Đấy. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài 38.3. Bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài 38.4. Bài 38.4 này, khi điện phân nước thu được 2 lít thể tích hydro và 1 lít thể tích oxy trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Từ kết quả này hãy chứng minh công thức hóa học của nước là H2O đấy,
đúng không nào? Như vậy chúng ta có bài 38.4 này. Bài 38.4 em sẽ viết cho cô cái phương trình điện phân nước. Phương trình điện phân nước thì ta có là H2O này, điện phân này, thì nó tạo thành là H2 cộng với O2. Phương trình này cân bằng thì các em thấy bên này 2 oxy thì các em thêm 2 vào đây để ra 2 oxy đúng không ạ? 2 x 2 bằng 4 hydro, vậy thì đây là 2 x 2 bằng 4 hydro. Thể tích của hydro chiếm 2 lần thể tích oxy chiếm 1 lần, như vậy hydro chiếm 2 lần thể tích này thì oxy chỉ có 1 lần thể tích thôi. Trong cùng điều kiện là nhiệt độ và áp suất thì tỷ lệ về thể tích cũng chính là tỷ lệ mol, đúng không ạ? Trong cùng điều kiện nhiệt độ này, áp suất này thì tỷ lệ thể tích cũng là tỷ lệ mol. Em có chứng minh được cái công thức này không? Cô sẽ hướng dẫn, nếu như mà bạn nào đang băn khoăn ở đây thì cô có thể chứng minh cho các em như sau. Ta có này, V1 chia cho V2. Trong cái công thức V1 của chúng ta thì ví dụ các em lấy 22,4 nhân N1 thì lại ra V1, đúng không? V2 thì lại bằng 22,4 nhân N2. Vì thể tích thì bằng 22,4 nhân số mol mà. Vậy các em rút gọn đi, thì có phải là V1 chia V2 là tỷ lệ thể tích cũng chính là tỷ lệ mol không? Đúng chưa? Đấy, cô vừa chứng minh cho em cái câu này, đúng chưa nào? Cũng là tỷ lệ mol. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là số mol của H2 chia cho số mol của O2 thì bằng 2 chia 1. Số mol H2 chia cho số mol của O2 bằng 2 chia 1, thì các em sẽ suy ra được là số mol của H chia cho số mol của O thì cũng chính bằng là 2 chia 1. Mà số mol H chia số mol của O bằng 2 chia 1 thì các em sẽ suy ra được là gì em? Cái công thức phân tử của nước, hydro là 2, oxy là 1, như vậy công thức phân tử của nước là H2O. Vậy công thức của nước là H2O, tức là trong cái phân tử của nó có 2 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử oxy. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 38.4. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài 38.5. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút nhé. Để đốt cháy 68g hỗn hợp gồm có CO này và hydro này, cần 98,6 lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của các khí trong hỗn hợp ban đầu. Nêu các phương pháp giải bài toán. Vậy ở đây, thì cô chỉ nêu một cái phương pháp thôi. Phương pháp đơn giản nhất. Chúng ta có là cái số khối lượng của hai cái này nhá. Hai cái này có khối lượng là 68 này. Cần 98,6 lít oxy. Như vậy chúng ta sẽ tìm cái số mol của oxy ra. Số mol thì sẽ bằng thể tích chia 22,4. Như vậy bằng 89,6 chia 22,4. Bằng 4 mol. Kem gọi xy lần lượt là số mol của gì? Hydro và CO. Lần lượt là số mol của hydro này, CO này, trong hỗn hợp khí ban đầu.
thì ta sẽ có phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng thứ nhất đó là hiđro. Hiđro cộng với oxy để tạo thành H2O. Phương trình này các em cân bằng, bên này có 2 oxy này thì em thêm 2 này, 2 nhân với 2 hiđro này. Các em chừa cho cô ra 2 dòng, 1 đến 2 dòng. Em viết phương trình dưới nhé, là CO cộng với O2. CO cộng với O2 thì sẽ tạo thành CO2, cân bằng phương trình này. Được chưa? Như vậy nếu ở đây chúng ta gọi số mol của hiđro là X, đây số mol của CO là Y. Như vậy theo phương trình 1 thì chúng ta sẽ có số mol của oxy tham gia phản ứng 1 này. Số mol của oxy tham gia phản ứng 1 thì bằng một nửa số mol hiđro thôi, tỷ lệ 21 mà. Vậy theo 1 thì ta có số mol của oxy ở phản ứng 1 bằng một nửa số mol của hiđro, như vậy bằng 1/2 x, tức là bằng x trên 2. Số mol của oxy tham gia phản ứng 2, đây tỷ lệ này bằng một nửa của cái này thôi, đây là 2, đây là 1, như vậy cái này bằng một nửa thôi, tức là nó sẽ bằng 1/2 của y, tức bằng y trên 2 mol. Đến đây rồi, bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút nhá. Dừng video bài giảng của cô một chút. Vậy theo bài ra ta có hệ phương trình. Ta có hệ phương trình ở đây là chúng ta sẽ cần phải dùng 68 gam hỗn hợp, đúng không ạ? Hỗn hợp khí, tức vậy khối lượng của hiđro và khối lượng của CO phải bằng 68 gam. Thì khối lượng của hiđro, số mol của hiđro là x, đúng không ạ? Khối lượng mol là bằng 2, như vậy 2x này cộng với CO, C có khối lượng là 12 này, O là 16 này, như vậy khối lượng mol này là 28. 28 nhân với y mol, tổng cái này bằng 68. Tổng số mol của oxy tham gia phản ứng là 4 mol, tức là x trên 2 cộng với y trên 2 thì bằng 4. Các em sẽ dùng máy để các em giải nhá. Các em dùng máy đi. Trong môn hóa thì người ta không yêu cầu các em phải nêu đầy đủ cách làm đâu. Các em có thể sử dụng phương pháp thế hoặc là gì đấy để làm. Bây giờ cô hướng dẫn này, các em mốt này. Mốt này, mốt mốt 2 lần, đúng không ạ? Các em khi xuất hiện EQN các em bấm vào phím 1 này. Ở đây phương trình 2 ẩn, các em chọn cho cô số 2, bấm vào số 2 là chọn phương trình 2 ẩn. Cô nói lại nhá. Đây này. Mốt 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 2 lần được chưa? Nhấn vào phím 1 này. Khi nó xuất hiện cái này em nhấn vào phím 2 phương trình 2 ẩn này. Sau đó hệ số A1. A1 tức là bằng 2 này. Nhấn phím 2 vào này. Bằng này, nhấn phím bằng này. B1 là 28, các em nhấn 28 bằng này. C1 ở đây là 68, các em nhấn 68 bằng. A2 1/2 bằng. B2 cũng 1/2. C2 ở đây bằng 4. Như vậy x của ta bằng 6 và y của ta bằng 2. Các em giải ra. Như vậy từ đây các em sẽ giải ra chúng ta có x bằng 6, y bằng 2. Đối với phần giải này thì cô có ra một cái video hướng dẫn các em sử dụng máy tính FX500S chúng ta giải. Thoát thì em nhấn mốt 1, đúng không ạ? Giải x bằng 6, y bằng 2 rồi. Ở đây người ta yêu cầu các em gì? Tính phần trăm khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp, đúng không ạ? Như vậy x bằng 6 chúng ta sẽ suy ra được là cái khối lượng của hiđro. Khối lượng thì ở đây có 6 mol hiđro này, thì các em lấy 6 nhân với 2, cứ 1 mol hiđro là khối lượng bằng 2 mà. Như vậy sẽ bằng 12 gam. 12 gam hiđro thì các em sẽ suy ra được phần trăm. Phần trăm của hiđro thì lấy tổng là 12. Lấy khối lượng hiđro là 12 chia tổng là 68. Rồi nhân với 100%.
12 chia 68 bằng 17,65%. Phần trăm khối lượng đúng không ạ? Phần trăm khối lượng chứ không phải phần trăm thể tích. Nếu phần trăm thể tích thì nếu phần trăm thể tích thì nó chiếm 75%, nhưng mà đọc kỹ lại đề nào. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của các khí trong hỗn hợp nhá. Phần trăm về khối lượng này. Đấy, chứ không phải phần trăm thể tích. Nếu phần trăm về thể tích thì hydro chiếm 75%, nhưng mà đây là phần trăm về khối lượng thì em lấy khối lượng hydro chia tổng khối lượng là 68. Như vậy 12 chia cho 68 nhân 100% thì nó chiếm 17,65%. Hydro chiếm 17,65 thì em sẽ tìm ra được cái phần trăm thể tích, phần trăm khối lượng của oxy của CO. CO ở đây là có 2 mol CO mà cứ 1 mol là bằng 26 đúng không ạ? Các em lấy 26 này. 28, 16 cộng với 12, 28 nhân với 2. Tức là nó có khối lượng là 56 chia 68 thì cái này nó chiếm là 82,35%. Hoặc các em lấy 100% là phần trăm của cả hai cái, các em trừ đi 17,65% là cái phần trăm khối lượng của H2 thì sẽ ra phần trăm của CO cũng là 82,35, đúng không ạ? Như vậy từ đây các em sẽ suy ra được phần trăm khối lượng của CO. Phần trăm khối lượng của CO thì sẽ lấy 100%, các em trừ đi phần trăm của hydro này, trừ đi 17,65 thì nó sẽ ra 82,35. Như cô nói thì trong bài này là người ta yêu cầu tính gì? Phần trăm về khối lượng chứ không phải là phần trăm về thể tích nhá. Nếu phần trăm về thể tích thì hydro nó sẽ chiếm là 75%, còn CO thì nó sẽ chiếm 25%. Nhưng vì người ta tìm hỏi phần trăm khối lượng nên các em lấy khối lượng của từng cái, các em chia tổng khối lượng. Đấy, hoặc là tìm được khối lượng hydro, phần trăm của hydro rồi thì các em lấy 100% trừ đi phần trăm hydro thì sẽ ra phần trăm của CO. Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 38.5. Các em hãy về suy nghĩ thêm một số các cái cách giải khác nữa nhé. Và làm tiếp cho cô các cái bài tập tiếp theo. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.